thay đổi là Mỹ Thọ giống như cái chợ làng vậy mà nói chính xác. Giả sử giữ hình ảnh nhau, bao nhiêu người coi Facebook của Thọ là còn tới người ta mời xuống để tấu hài chứ không có hài. Uống thêm ly nữa. Bây giờ là cái chuyện hài ít mà tục nhiều đó. Nhắn bây giờ nhắn trễ còn chưa. Ông này lên. Thôi, cái chuyện hài này. Kể câu chuyện hài là có cái ông đó, ông là lên cọc đỉnh núi. Thì chúng ta sẽ go quá nói chuyện luôn. Người mỗi gì luôn á. Tắt chế độ ca sĩ đi. Tắt chế độ ca sĩ qua chế độ nói chuyện. Thì ổng là làm cái nghề là đi hái mật mật rừng á, mật ong rừng á, rồi để đem xuống với đồng bằng bán. Thì người đó ổng coi như là mang được 5 lít mà ông đi xuống với đồng bằng bán, nhưng mà ổng báo với bà vợ ổng là chỉ có 3 lít thôi, tại vì ổng muốn là để cho 5 lít lại là bán cái tiền là đi uống với ôm. Miền núi là lâu rồi. Chỗ ông Tâm ở, chỗ ông Tâm ở. Thì xong rồi thì đi xuống chợ là bán được hết 5 lít. Thì ổng bỏ cái tiền 3 lít vô trong túi, còn 2 lít kia là tiền bên thứ khác đi uống vô. Thì ổng vô á, ổng chỉ cái 2 lít kia được có 100.000 à. Thì ổng cái thằng xe ôm nó mới dắt ổng vô, ổng nói là giờ ta đi muốn bia ôm. Thì cái thằng xe ôm nó mới chở ổng vô chỗ tiệm bia ôm đó, thì vô ổng ổng hỏi con nhỏ đó thì nó nói là 150. Được chà, 150 à. Nhỏ nói bây giờ là một cuốc là 150. Ông nói với thằng xe ôm là nói chứ giờ tôi có 100.000 rồi sao mày. Thì ông xe ôm vô ông thương lượng với nhỏ đó, ông nói chứ cái thằng nhân vật nó nói giờ nó có 100.000 à. Xong rồi thì ông nhỏ đó nó bàn tán gì với ông xe thồ, thì ông xe thồ ông ra ông nói chứ 100.000 cũng được, 100.000 là chỉ được quay lộ đúng thôi. Đào Nguyên, nó lên, cứu anh đi.
Thôi bây giờ anh đứng lên làm ông xuôi luôn. Nhiều ông xuôi luôn. Anh ông xuôi rồi. Không có bà xuôi em cháu nữa. Thì rồi đó là bà xuôi bà nhà bà có đám dỗ thì bà Việt Nam mà đám dỗ là mời ông xuôi, mời khá lạ đúng không? Thì ông xuôi ông tới tới nhà mà đám dỗ mà ông uống khá rồi bà xuôi khi uống cỡ tập không? Hả? Ông từng chưa làm xui. Uống đã xong bắt đầu cái ông chào bà xui tôi đi về. Về cũng ra. Đi ra mới trước cửa thì trước cửa nhà bà xui có mặt rơm. Cái ông mắc tiểu, đứng nóng tiểu. Vừa đọc rơm tiểu chụp em quá cũng ngủ mẹ đó luôn. Ngủ đó luôn thì xong á. Bắt đầu bà xui á, bà mới tiễn khách đi ra đi về đó. Tiễn khách xong rồi cái xong xuôi hết rồi tiễn người khách cuối các bạn cũng mắc tiểu. Cả mắc tiểu thì cái bà ông xuôi thì bà cái bắt đầu cái bà ngồi ngay trong đó bà tiểu luôn. Bà tiểu xong cái ông xuôi cũng vô mẹ. Ôi chị xuôi, tôi uống đâu rồi đừng rọt lại chị xuôi. Cái chuyện này là nó nói giọng mới mà nãy giờ